Đỗ Phi xin chào các bạn. Nếu như đèn flash điện thoại của các bạn này không đủ này cho bạn hài lòng khi chụp ảnh này, quay video trong đêm tối này, hay là live stream này, họp hành qua Zoom này, nó hơi thiếu sáng, thì các bạn có thể là dùng đèn trợ sáng M11 này, với thiết kế nhỏ gọn này, dùng được cho cả máy ảnh này, với dung lượng pin là 2000 mAh này, rất là lớn này. Để mình mở hộp cho các bạn xem này. Thì bên trong hộp sản phẩm này sẽ có một tờ giấy giới thiệu này, cũng như là hướng dẫn sử dụng này, bằng tiếng Anh và tiếng Trung này. Tiếp theo là chiếc đèn của chúng ta này. Ở bên trong thì có các phụ kiện đi kèm này. Đầu tiên đó là dây sạc này, chân tai xi này, để các bạn sạc cho đèn này. Một đầu là USB này, đầu kia là chân tai xi. Tiếp theo này là một đầu để các bạn gắn vào máy ảnh này. Ví dụ nhiều cái loại máy ảnh du lịch hoặc là cái máy ảnh cơ, nhưng mà các bạn không lắp cái đèn flash rồi, thì các bạn có thể là dùng cái đèn này cũng được. Tiếp theo là cái kẹp vào mặt lưng điện thoại này, để quay video này hoặc là chụp ảnh này. Rồi cái kẹp ở phía trước, camera trước này, để các bạn chụp ảnh selfie này, hoặc là gắn vào laptop này, hoặc là máy tính bảng. Đây, đầu tiên mình sẽ là cầm nhân vật chính của chúng ta này, đèn M11 này. Thiết kế là cực kỳ nhỏ gọn này. Nó hình hơi vuông vuông này. Đó. Chỉ khoảng trong lòng bàn tay thôi. Đó. Các bạn rất là tiện để mang đi này, du lịch quay video ngoài trời này, hoặc là chụp ảnh này, quay TikTok chẳng hạn này. Ở phía trên này, cạnh trên sẽ có là hai cái nút xoay này, để các bạn điều chỉnh tăng giảm ánh sáng, cũng như là đổi màu được. Đèn là chỉnh 3 chế độ màu, màu trắng, màu vàng và pha màu trắng vàng này. Cực kỳ tiện lợi. Đây là nút nguồn này. Còn đây là phần để cắm sạc này. Sẽ có 4 cái vạch pin để báo dung lượng pin này. Thì tương ứng với mỗi vạch là 25% này. Ở phía dưới tiếp này sẽ là in dung lượng pin này, cũng như là tên của đèn này. Đây là phần chân ốc để các bạn gắn vào máy ảnh này. Ốc 1/4, rất là tiện lợi, thông dụng này. Đó. Các bạn sẽ xoáy cái phần chân ốc 1/4 này vào. Và có cái phần gài kia, để các bạn sẽ là gài vào phần của máy ảnh này. Đấy, nó sẽ như này. Sản phẩm rất là đa năng này. Nhiều phụ kiện để hỗ trợ này, quay chụp được. Ở phía hai bên này sẽ có cái rãnh này, để các bạn lắp vào mặt lưng điện thoại này. Đây, đây là cái phần kẹp để các bạn lắp vào cái phần lưng của điện thoại này. Đó. Đây, để tháo nó ra này, các bạn chỉ việc kéo đẩy nó ra một chút này. Đó, lắp vào thì các bạn sẽ là bóp vào. Thiết kế khá là hay. Để dùng này, các bạn sẽ là gài vào. Gài vào cái phần hai bên hông đèn. Đó. Phía bên kia các bạn cũng làm tương tự, các bạn sẽ gài vào.
và các bạn kẹp điện thoại ở giữa này. Đấy, kẹp điện thoại từ 4 đến 7 inch thoải mái. Đây, như đây mình dùng chiếc điện thoại 15 Pro Max này. Mình sẽ kẹp vào cái mặt lưng để các bạn có thể là chụp ảnh, quay video trong đêm tối được này. Đó, đây kẹp thoải mái luôn. Khi các bạn bóp cái kẹp này thì nó rất là rộng này, thoải mái cho các bạn kẹp. Đấy, và các bạn sẽ để vào mặt lưng. Nó sẽ hỗ trợ cho camera sau này. Đó, khi mà cái flash của điện thoại thì nó rất là bé nhỏ, chắc chắn là nó sẽ không đủ sáng. Các bạn dùng đèn này hỗ trợ thêm này. Khi không dùng nữa thì tháo ra. Còn đây là cái phần kẹp này, để hỗ trợ cho camera trước của điện thoại này, hoặc là laptop này, máy tính bảng này. Nó sẽ có một cái lỗ tròn để hở cái camera trước ra. Đấy. Xong đó các bạn kẹp vào điện thoại hoặc là kẹp vào laptop, máy tính bảng này. Khi mà xoáy sẽ được như này. Và các bạn sẽ là kẹp vào cái phần đằng trước này của điện thoại này. Đấy. Sẽ nó chừa cái khoảng trống của camera trước ra. Như vậy các bạn selfie này hoặc là live stream này, ánh sáng nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Khi mà camera trước nó sẽ không có đèn flash này. Và đây các bạn sẽ chỉnh được góc này, để nó phù hợp với lại cái hướng mình live stream này hoặc là chụp ảnh. Cái đèn này rất là đa năng này. Với các phụ kiện hỗ trợ này thì các bạn dùng cho cả điện thoại này, máy tính bảng này, laptop này, rồi máy ảnh này. Đây, sau đây mình sẽ là test độ sáng cho các bạn xem này. Đầu tiên là các bạn sẽ bật nguồn này. Đó. Còn đây là đổi màu này. Rồi còn đây là tăng giảm độ sáng này. Đấy. Đây là hiện tại nó đang là màu vàng. Đèn sẽ đổi được 3 chế độ màu này, màu trắng, màu vàng và pha màu trắng vàng. Đèn nhỏ gọn mà khá là sáng luôn. Hiện tại là phòng mình vẫn đang là bật đèn đấy, nhưng mà khi quay cái đèn này vào tường này thì nó sẽ là sáng hơn. Mình sẽ tắt hết điện đi này để test ánh sáng này. Thì nó chỉ tối om om này thôi. Cái này mà các bạn dùng camera trước mà chụp ảnh hoặc live stream những cái lúc mà nó tối như này này, hoặc là ra ngoài trời những cái lúc đi picnic này. Đó. Đây là mình đang dùng chiếc 15 Pro Max này. Thì ánh sáng của camera trước này, cái này là nó hỗ trợ rất tốt khi mà nó đẩy sáng lên cao đấy. Còn nhìn được hình thù một chút này. Đó. Cái này qua camera các bạn nhìn thấy thì đấy, nó nhòe nhòe này. Đấy gọi là điện thoại nó còn đẩy được ánh sáng lên cao đấy. Sau khi mình sẽ lắp đèn vào này. Đó. Sáng tưng bừng luôn. Đó, còn tắt đi này, nó sẽ tối vào mòm này. Bật lên này, quá là sáng luôn. Rất thích hợp những bạn mà live stream này, hoặc là quay chụp video ngoài trời này.
có hai cái nút để chỉnh ánh sáng này, rất là tiện lợi. Còn đây là khi các bạn dùng camera sau này để quay chụp trong đêm này. Đó, nó sẽ tối mờ này. Nhìn cứ như kiểu là phim đen trắng vậy. Đây là với đèn khi mà mình đang bật đèn flash của điện thoại này. Còn đây mình sẽ bật đèn để hỗ trợ này. Đó, sáng tưng bừng luôn này. Màu sắc của bông hoa này lên rất là đẹp này. Sẽ không bị tối tối như là lúc dùng đèn flash nguyên bản nữa. Đó, ánh sáng rất là rực rỡ. Đây mình tắt đi này. Đó, cái đèn flash nguyên bản của điện thoại này. Nó chỉ lờ mờ này thôi. Đây các bạn xem lại hình ảnh này, trên chính chiếc 15 Pro Max đang quay này. Khi mà chỉ dùng đèn flash nguyên bản của điện thoại này. Và khi có đèn bổ trợ này, M11 này. Các bạn sẽ thấy là hình bông hoa này, rồi chậu hoa này, nó lên màu này, khác hẳn so với những lúc mà không có điện này. Tuy là đèn bé thôi nhưng mà quay với khoảng cách thì mét rưỡi trở lại này, nó khá là sáng. Các bạn có thể là kẹp trực tiếp vào mặt lưng điện thoại này để đỡ phải cầm này. Đó, để các bạn chụp ảnh này, quay video được luôn ở trong đêm này. Thì đèn này nó cũng khá là bé này, như vậy các bạn chỉ nên quay chụp mà khoảng cách nó vừa phải thôi, tầm 1 mét này, 2 mét trở lại là cùng thôi, chứ mà quay xa thì cái đèn này thì không thể đáp ứng được. Với pin dung lượng là 2000mAh thì các bạn sử dụng từ 6 đến 8 tiếng này, tùy từng mức ánh sáng của các bạn chỉnh này. Đấy, rất là tiện lợi, khi mà gắn vào thì nó sẽ có hai nút này để các bạn với tay chỉnh được tăng giảm độ sáng cũng như là đổi màu được luôn bằng hai cái nút xoay đấy. Đây các bạn cùng ngắm lại khi mà mình kẹp vào điện thoại này. Đó. Với các phụ kiện đi kèm thì các bạn có thể là gắn vào camera trước này của điện thoại này, laptop này, máy tính bảng này, rồi có thể là kẹp vào mặt lưng của điện thoại này, gắn vào máy ảnh này, giúp các bạn quay phim này, chụp ảnh luôn trong đêm này. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như link mua hàng mình để ở phía bên dưới này.